Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Xin Chúa ban phước trên quý bà, cảm ơn quý bà thật nhiều đã nuôi dưỡng con cái của mình và chúng ta ngày hôm nay kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi công giá của đời sống của mình. Xin ban ơn trên quý bà một ngày dành cho những người mẹ tràn đầy ý nghĩa và phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm nay là ngày của mẹ, là ngày mà chúng ta cảm ơn Chúa nước Mỹ này đã biệt riêng ra để ít nhất là trong năm. Nếu chúng ta là những người mà suốt cả năm chúng ta quên để ý đến mẹ của mình, thì ngày hôm nay là ngày mà nước Mỹ này đã biệt riêng ra để ít nhất chúng ta cũng phải suy nghĩ về mẹ của mình vì những điều mà bà đã làm cho đời sống của chúng ta. Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta là những người con cái Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì có những người mẹ tin kính Chúa mà chúng ta có được ngày hôm nay. Có những người mẹ đã hy sinh để cuộc đời của chúng ta có được những phước hạnh như ngày hôm nay. Chúng ta biết ơn Chúa. Một lần nữa thay mặt cho những người con cũng như Hội Thánh VBC Houston, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến quý bà trong ngày của những người mẹ Happy Mother Day. Xin Chúa ban phước trên quý bà một cách dư dật luôn trong đời sống của mình. Tôi sáng hôm nay thì cứ không ngưng được ở trong cái lời cầu nguyện. Xin Chúa ban phước trên quý bà chữa lành cất đi những đau nhức mệt mỏi ở trong thân thể vì tuổi tác. Xin Chúa Ngài là Đấng có quyền để có thể khiến cho tuổi đăng thì của chúng ta là có thể tươi mới như của chim phụng hoàng. Chúa sẽ làm một cách siêu nhiên và quý bà sẽ trải nghiệm được cái sức khỏe của mình được Chúa Ngài nâng đỡ và ban phước một cách đặc biệt ở trong ngày hôm nay. Tôi tin điều đó và tôi đã cầu nguyện từ sáng đến giờ cho lời cầu nguyện này. Nên quý bà có thể cảm thấy hôm nay sao mình thấy trong thân thể của mình nó khỏe ra. Đó là bởi vì sự ban phước của Chúa là trên đời sống của chúng ta. Ngài có quyền làm công việc đó. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay khi chúng ta suy nghĩ về vai trò của người mẹ ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta ai nấy đều có thể nhìn lại và chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn với mẹ của mình. Người đã nuôi dưỡng chúng ta, đã cứu mang chúng ta, sanh nở chúng ta và nuôi chúng ta, lo cho chúng ta từng chút một, từ lúc nhỏ. Và tấm lòng của người mẹ đối với chúng ta thật là tuyệt vời. Chúng tôi nhớ đến Việt Nam chúng ta có một câu nói, đó là khi mà con nó ho đó, thì ngực của mẹ tăng tành. Nhưng mà con sốt đó thì là mẹ như bình nước sôi. Người mẹ cảm nhận hết tất cả những gì con của mình trải qua luôn cả ở trong những lúc ốm đau, những lúc khó chịu ở trong thân thể. Mẹ cũng cảm nhận và có thể nhận biết những điều mà chúng ta trải qua, những vui buồn ở trong cuộc sống nữa. Đức Chúa Trời dựng nên người phụ nữ có khả năng đó, khả năng cưu mang để khi nhận hạt giống từ nơi người chồng của mình, cưu mang và giúp đỡ để con của mình có thể lớn lên cho đến ngày chào đời, rồi sau khi chào đời là chăm sóc nuôi dưỡng con ở trong cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã định. Anh cảm ơn Chúa vì chúng ta có người mẹ trong đời sống của chúng ta. Nếu bạn còn may mắn có mẹ còn sống, hãy yêu thương mẹ với tất cả tấm lòng. Hãy chăm sóc khi chúng ta còn có cơ hội. Vì rồi một ngày mẹ sẽ không còn ở đây với chúng ta nữa. Và những lời yêu thương mà chúng ta đáng phải nói, lúc bây giờ chúng ta sẽ không thể nói được nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội khi người còn sống ở trên đất này. Xin Chúa ban phước để các anh chị em nếu chưa có cơ hội thì ngay sau buổi thờ phượng này về gọi điện thoại thăm hỏi cũng như gửi lời cảm ơn đến mẹ của mình. Đây là điều mà Chúa Ngài hứa với chúng ta. Khi chúng ta hiếu thảo, khi chúng ta hiếu kính cha mẹ, thì Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta và có một lời hứa tuyệt vời cặp theo, thì chúng ta mới có thể sống lâu được trên đất mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Điều này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho những người con hiếu thảo với cha mẹ của mình để có thể sống thọ hơn là những người mà bất hiếu đối với cha mẹ. Đây là điều mà chúng ta thấy lạ lùng vì Đức Chúa Trời Ngài rất muốn thấy tấm lòng biết ơn từ những người con đối với Đấng sinh thành mình. Nên mình xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ là những người nếm trải được phước hạnh Chúa Ngài ban cho trong đời sống của chúng ta. Nếu mẹ của quý vị và các bạn đã qua đời, xin Chúa Ngài ban phước để lòng của quý vị cũng kinh nghiệm được một cái sự ấm cúng khi nhìn lại những gì mẹ đã làm cho mình qua sứ điệp ngày hôm nay mà chúng ta cùng học hỏi ở trong ơn của Chúa. Khi suy nghĩ về người mẹ ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có thể nhận biết một điều, đó là mẹ luôn có một mơ ước và kế hoạch lớn cho con cái của mình.
Ước mơ của những người mẹ thật là tuyệt vời. Nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy điều đó. Mẹ của tôi cũng là một trong những người người mẹ đặc biệt đó. Tôi nhớ khi trong tuổi lớn lên và quan sát khi mẹ tôi có mang đứa em út của tôi. Thì đến một cái lúc thì tôi nghe ba mẹ của tôi ngồi lại để thảo luận về đặt tên cho đứa con của mình sắp chào đời, biết là nó là con trai. Thì có những cái đề nghị là đặt tên cho nó là Sĩ đi. Thì mẹ của tôi phản đối liền là nó không được. Sau này mà nó làm bác sĩ đó thì nghe rất là kỳ nếu mà gọi là bác sĩ Sĩ. Cho nên mẹ của tôi liền chọn là phải đổi và đặt cho nó là Cường. Khi tôi nghe điều đó, tôi nhìn lại tôi thấy rằng thật là ba mẹ của tôi, nhất là mẹ của tôi, có một ước ao rất lớn đối với con cái của mình. Mặc dù trong hoàn cảnh, ở trong cái xã hội lúc bây giờ thì có những cái giới hạn, nhưng mà bà luôn có một cái ước mơ lớn cho con của mình. Là điều rất là quý. Lớn lên tôi cũng nghe kể, lúc nhỏ có cái tricycle, là cái chiếc xe đạp nhỏ của em, của trẻ nhỏ đó. Thì tôi có cái chiếc xe đó. Và cái cách mà tôi dắt cái chiếc xe đó, tôi bắt chước những người xe xích lô, xe kéo ở bên ngoài, để cái hông của mình bên cạnh cái yên mà kéo như vậy. Thì mẹ tôi rất là buồn và khóc, nói rằng chẳng lẽ con của mình lớn lên nó làm người đạp xe kéo sao? Và nói với những người trong nhà đó là đừng có để cho Khánh nó dắt cái chiếc xe giống như vậy. Tôi nghe những điều đó và tôi hồi tưởng lại và thấy thật cảm ơn Chúa vì mẹ của tôi có những cái ước mơ rất lớn cho con cái của mình, cả con trai lẫn con gái. Và khi suy nghĩ về một người mẹ có ước mơ và lời cầu xin thật là tuyệt vời, thì chúng tôi liên tưởng đến một người mẹ mà lời của Chúa, phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học ở trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ được nhắc nhở để chúng ta cùng vui về những kỷ niệm đẹp mà chúng ta có với mẹ, cũng như được nhắc nhở những nguyên tắc rất quan trọng cần phải có để người mẹ có thể kinh nghiệm được và phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ được phước của Chúa qua thời giờ chúng ta học hỏi lời Chúa ở trong ngày hôm nay, ở trong ơn của Ngài. Đề tài mà tôi chọn ngày hôm nay là ước mơ và lời cầu xin của một người mẹ, được tìm thấy ở trong Phúc âm Matthew chương 20, từ câu 20 cho đến câu số 21. Matthew chương 20, từ câu 20 cho đến câu số 21. Hai câu ngắn ngủi thôi, nhưng mà có nhiều điểm và nhiều nguyên tắc chúng ta có thể học được từ người mẹ này. Lúc ấy, có mẹ của các con trai của Zebedê cùng hai con mình đến với Đức Chúa Giê-xu, quỳ xuống và xin Ngài một việc. Ngài hỏi bà muốn xin điều gì? Bà thưa, xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái của Chúa trong vương quốc của Ngài. Tôi tin rằng trải qua bao nhiêu thời đại, chắc có những người phê bình chỉ trích bà này có một tham vọng quá lớn. Con của mình mà xin có hai đứa con trai, mà xin mỗi đứa đó, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài ở trong vương quốc của Ngài. Nhưng mà đối với tôi thì đây là một ước ao tốt đẹp mà tôi tin rằng mọi người mẹ đều có cho con của mình. Ước mơ con của mình có thể khai phóng một cách tối đa tiềm năng mà Chúa Ngài đã đặt để trong đời sống. Ông muốn con của mình kinh nghiệm một cái vị trí hết sức là tốt đẹp ở trong xã hội cũng như trong hội thánh của Chúa. Bởi vì một người mẹ mà có lòng mơ ước như thế này thật là quý giá cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Những người mẹ luôn có một mơ ước và kế hoạch cho con cái của mình. Chúng ta thấy những người mẹ thường thấy được tiềm năng của con của mình trước khi con biết, cũng như những người lân cận biết. Bởi vì Chúa đặt ở trong người mẹ cũng khả năng để có thể tìm thấy được những điều mà bà đã mang nặng ở trong đời sống của mình, trong thân thể của mình. Cho nên khi sanh cái đứa con này ra, từ cái tiếng khóc chào đời của nó cho đến những điều ở trong con của mình, người mẹ có thể cảm biết được về tiềm năng lớn lao mà Đức Chúa Trời đặt để ở trong con của mình. Những người mẹ muốn cho con của mình học thêm lên, làm nhiều hơn và hoàn thành nhiều việc hơn là con đã thực hiện được. Người mẹ luôn luôn muốn cho con của mình có thể khai phóng được tiềm năng mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên và đặt để ở trong con của mình. Đây là một ước mơ mà tôi tin rằng Chúa rất vừa lòng. Bởi vì Đức Chúa Trời, như câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ là câu gốc của Thánh Kinh mùa hè năm nay, Đức Chúa Trời Ngài dựng nên mỗi một chúng ta.
Ngài đã chọn chúng ta trước buổi sáng thế và dựng nên chúng ta như là một tuyệt tác phẩm của Ngài, để chúng ta có thể làm theo điều mà Chúa Ngài đã định trước cho chúng ta làm theo. Cảm ơn Chúa, có một bộ óc, có một kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Và khi một người mẹ có một tấm lòng giống như điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã định, người mẹ đó làm cái chức năng mà Chúa Ngài đã định cho bà một cách tốt nhất trong việc nuôi dưỡng con cái của mình. Thì ước mơ con cái của mình trở nên những người vĩ đại, một ước mơ mà Đức Chúa Trời Ngài chắc chắn sẽ ban phước. Matthew chương 20 câu 20 đến 21 cho chúng ta thấy, lúc ấy có mẹ của các con trai Zebedee cùng hai con mình đến với Đức Giêsu, quỳ xuống và xin Ngài một việc. Cảm ơn Chúa. Như chúng ta thấy, bà Zebedee tại đây có một ước mơ và chương trình lớn cho con gái của bà. Đây là điều mà tôi tin rằng tất cả những bà mẹ đều cảm thấy ở trong lòng của mình có những ao ước đó. Không ai sinh con ra mà muốn con của mình trở nên đứa trẻ hư hỏng, những người không giúp ích gì được cho xã hội mà là gánh nặng của xã hội. Nhưng chúng ta có những ước mơ rất lớn cho con cái của mình. Và xin Chúa Ngài ban phước ở trên quý bà một cách dư dật trở lại cho những ước mơ đó cho con cái của mình. Thứ nhì, chúng ta thấy tại đây về trực giác của người mẹ. Đối với tôi có một điều rất là lý thú vào trong thời điểm mà bà Zebedee đến với Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta lúc ấy, thì chúng ta thấy rằng hàm ý rằng cái thời điểm đó, ngay cái thời điểm đó, nó liên hệ đến cái gì đó diễn ra phía trước. Nếu chúng ta trở lại với Matthew câu 17 cho đến 19, chúng ta sẽ thấy điều này. Đó là Chúa Giêsu Ngài báo trước là Ngài sẽ lên thành Jerusalem. Tại đó Ngài sẽ bị nộp vào tay của các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án Chúa rồi giao Ngài cho dân ngoại để họ chế nhạo, đánh đòn, đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba thì Ngài sẽ sống lại. Nhưng Ma-thi-ơ chương 20 câu 17 đến 19, trong lúc đi lên thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu đem hai môn đồ riêng ra và phán với họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Ngài, rồi giao Ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn, đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Cảm ơn Chúa. Người mẹ này, chúng ta thấy ngay sau khi Chúa Ngài phán như điều này, lúc ấy, cho chúng ta thấy rằng bà có một cái trực giác, bà có một sự nhận biết rất đặc biệt mà luôn cả các môn đệ của bà cũng không thể thấy được. Trực giác của một người phụ nữ mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho thì rất là đặc biệt, rất là nhạy bén. Chúng ta có thể nói đây như là giác quan thứ sáu đó, vì họ có một cái cảm nhận rất đặc biệt và đáng chú ý để chúng ta được nhắc nhở ngày hôm nay. Chúa Ngài tạo dựng nên ở trong quý bà có một cái khả năng rất đặc biệt. Tôi nhớ khi chúng tôi có đứa con gái đầu tiên, thì sau một tháng nghỉ sanh con thì nhà tôi trở lại đi làm, thì tôi lúc bây giờ phải chăm sóc con gái đầu tiên của tôi, Khánh Linh. Tôi nhớ trong lúc nhà tôi đang đi làm như vậy, thì gọi điện thoại cho tôi. Ngay lúc đó thì bé đang khóc và nó khát sữa. Nhà tôi gọi điện thoại về, tôi nhắc điện thoại lên hỏi chuyện gì. Nó sao con khóc dữ vậy? Rồi sao em biết? Cảm ơn Chúa. Đây là điều mà Đức Chúa Trời Ngài làm việc để trong thân thể của người mẹ. Khi con của mình dù nó ở 1.000 dặm xa mà nó khóc vì đói, vì khát sữa đó, thì người mẹ nghe trong thân thể của mình, con của mình cần được mình chăm sóc. Phải không quý bạn? Cảm ơn Chúa. Đó là điều đặc biệt mà Chúa Ngài ban cho. Và Chúa Ngài cho người mẹ có một cái trực giác rất là nhạy bén về con của mình. Nhìn con có thể cảm nhận được một cái gì đó mà có thể xảy ra hoặc là đang xảy ra. Nhìn con có thể biết được có cái gì đó nó sai trật, có cái gì đó nó đang cần được sự chú ý. Tôi nhìn thấy điều này nơi nhà của tôi trong suốt các năm tháng nuôi con. Và tôi ý thấy nhà tôi có thể thức dậy, chạy ra gặp tôi và nói rằng mình phải cầu nguyện cho và nói tên đứa con đó. Vì Chúa cho em tối hôm qua trong giấc mơ mà thấy điều này. Và chúng tôi cầu nguyện. Nhà tôi cũng có thể khi gặp gỡ các con chỉ cần liếc mắt nhìn thì có thể đoán biết có cái gì đó nó không có đúng, có gì đó nó trục trặc ở trong con của mình. Không có cái năng đề, có một gì đó đang diễn ra. Và có thể dâng con của mình trước mặt Chúa trong thời giờ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì người phụ nữ, vì người mẹ. Như ở trong câu chuyện của ta đây, cũng có một cái trực giác rất là nhạy bén. Như quý bà mà Chúa Ngài ban cho. Sáng nay xin Chúa Ngài dùng cái lẽ thật này để đánh thức
cái tinh thần cầu thai cho con cái ở trong mỗi người mẹ tại đây. Bởi vì Chúa cho chúng ta cảm nhận được gì đó, học để nhận biết tiếng phán của Chúa, sự nhắc nhở của Chúa. Chúa Ngài gieo ở trong chúng ta một cái nhu cầu cần cầu nguyện, cầu thai. Hãy nắm bắt điều đó và đến trước mặt Chúa, trình dâng con của mình ở trước mặt Chúa trong ơn của Ngài. Vì Chúa cho quý bà có khả năng đó, trong khi quý ông thì có thể không thấy gì hết. Nhưng mà người mẹ thì có thể thấy được rất sớm, và trong sự nhận biết có thể thấy được nhu cầu của con của mình. Trong trường hợp này chúng ta thấy ngay sau khi Chúa Giê-xu Ngài báo cái điều này, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài báo trước cái việc là khi Ngài lên thành Jerusalem đó, thì Ngài sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án Chúa, kết án tử hình Ngài, rồi giao Ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Trong lúc không ai thấy, trong lúc đó thì người đàn bà này, người mẹ này đã thấy được có một vương quốc, có một cái chiếc ngôi mà Đức Chúa Giê-xu Ngài sẽ ngồi trên ngôi cai trị đó trong vương quốc của Ngài. Và bà nhận biết được điều đó trước khi các môn đệ của Chúa biết điều này. Cảm ơn Chúa, bà thấy được điều mà luôn cả các môn đệ của Chúa vẫn chưa thấy. Những người mẹ ở trong cái khả năng đặc biệt mà Chúa Ngài ban cho, trong cái trực giác, trong cái intuition này, có thể cảm nhận được bà đã dắt con của mình đến để gặp Chúa. Điều thứ ba mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ ở trong cái phần kinh thánh này về người mẹ này, đó là ngay cả tên cũng không được nhắc đến. Matthew ghi lại cho chúng ta trong câu 20 này: lúc ấy có mẹ của các con trai Zebedee. Có mẹ của các con trai Zebedee. Chúng ta đọc cái điều này chúng ta thấy sao ông Matthew ông lòng vòng như vậy. Nói tên của bà cho rồi, nhưng mà chúng ta thấy tại đây là bà cũng không được, tên của bà cũng không được nhắc đến. Matthew chỉ gọi bà là mẹ của các con trai của Zebedee. Là người Việt Nam chúng ta hiểu điều này. Khi người phụ nữ lấy chồng thì mất cái tên của mình, bây giờ là vợ của ai đó. Rồi con cái của mình nuôi dưỡng lớn lên, mà nếu nó trở nên một cái người nổi tiếng thì bây giờ làm mẹ của cái người con đó, cũng không, tên của mình cũng không được nhắc đến. Nhưng tôi tin rằng những người mẹ vui lòng, bởi vì hãy con của mình hạnh phúc, con của mình vui là mình cũng hạnh phúc và vui với con. Không cần biết tên của mình có được nhắc đến hay là không, phải không quý bạn? Ồ, như vậy ở đây có những người nghĩ khác à? Rất đúng phải không? Đối với chúng ta, con của chúng ta mà thành công là chúng ta thành công, con của chúng ta hạnh phúc là chúng ta hạnh phúc, con của chúng ta vui là chúng ta vui. Thì chúng ta biết rằng chính chúng ta đã có dự phần vào trong việc nuôi dưỡng đứa con này. Nên chúng ta cảm ơn Chúa, và chúng ta có thể nói phía sau một người thành công là một cái sức mạnh rất là lớn của một người mẹ tin kính Chúa. Một người mẹ thương con và chăm sóc con mà không cần ai biết đến. Cảm ơn Chúa. Có mẹ của các con trai của Zebedee. Tôi tin rằng những mẹ thường là những người góp phần giúp chúng ta thành công trong cuộc sống của mình. Nhìn lại đi anh chị em sẽ thấy điều đó. Tôi nhớ khi ở trong chức vụ, bắt đầu bước vào trong chức vụ, thì trong lúc đó tôi còn đi học trong trường Kinh Thánh, thì có cái môn để dạy về cách để chăm sóc, nuôi dưỡng những người tín hữu trong hội thánh của mình. Tôi nhớ vị giáo sư nói rằng thường những người mục sư đó là họ lớn lên trong môi trường mà họ có một mối liên hệ rất gần với mẹ của mình. Khả năng bảo mẫu, khả năng để chăm sóc những người con thuộc linh cũng là điều mà thường các mục sư đó học nơi mẹ của mình. Nghĩ lại tôi thấy cái sự nhận xét này rất là đúng. Bởi vì chúng ta học cái cách để chăm sóc, để nuôi dưỡng con cái của mẹ, và chúng ta cũng có thể áp dụng ở trong đời sống và chức vụ của chúng ta. Biết ơn Chúa. Anh chị em hãy nhớ điều này. Chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta có thành công trong đời sống của chúng ta đến mức độ nào đó, thì hãy nhớ một điều rất là thường, đó là bởi vì có một sự góp phần rất tốt đẹp của mẹ ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều thứ tư mà tôi mời anh chị em, nhất là quý bà suy nghĩ tới đây, là các con trai của Zebedee. Trở lại câu 20, chúng ta vẫn thấy lúc ấy có mẹ của các con trai Zebedee cùng hai con của mình đến với Đức Giê-xu. Hai con trai của Zebedee này họ có tên. Một là Gia-cơ và hai là Giăng. Gia-cơ là anh. Thì chúng ta thấy hai người này được Đức Giê-xu đặt cho họ một cái tên khi Ngài chọn từ những các môn đồ để lập họ thành sứ đồ của Chúa đó. Cho họ một cái biệt danh là con trai của sấm sét.
con trai của Sấm Sét. Mác chương 3 câu 17, Gia Cơ con của Cbd và Giăng là em Gia Cơ. Ngài đặt tên cho hai người là Bô An Nẹt, nghĩa là con trai của Sấm Sét. Tại sao? Tại sao Chúa Ngài đặt cho họ cái biệt danh là con trai của Sấm Sét? Tôi tin rằng theo cái biệt danh này, có lẽ họ là những người rất là ồn ào ở trong cái tính khí của họ. Họ cũng có thể luôn góp phần vào những cơn bão trong đời sống của cha mẹ của họ khi họ còn trẻ. Và tính khí của họ thì chúng ta có thể thấy tại đây. Tôi tin rằng liên quan đến một cái biến cố, một cái sự việc xảy ra mà nó lộ ra cái tâm tính của hai con người này. Họ là người rất là nóng nảy và sốt sắng như con của Sấm Sét. Chúng ta nhớ ở trong Luca chương 9 câu số 54 thì chúng ta thấy bối cảnh của phần kinh thánh này. Đó là Đức Chúa Giêsu Ngài lên Jerusalem. Trên đường đi như vậy thì Chúa Ngài sai các môn đồ đi trước vào trong một thành của người Samari để Chúa Ngài định ở trọ ở đó qua đêm. Nhưng mà dân thành Samari này đã từ chối không chịu đón tiếp Chúa Giêsu. Thì hai ông đã đến với Chúa ở trong Luca chương 9 câu 54. Gia Cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy thưa lại Chúa: Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chăng? Tánh nóng thiệt hơn chưa? Điều này cũng dạy cho chúng ta một số điều tại đây để chúng ta cũng có thể thấy được họ có một tấm lòng tôn trọng Chúa đó. Họ đến và họ xin phép Chúa, đặt câu hỏi với Chúa, lại Chúa: Chúa có muốn? Cảm ơn Chúa. Chúng con sẽ khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chăng? Câu hỏi này hàm ý rằng Đức Chúa Trời ban cho các sứ đồ có một cái khả năng để gọi lửa từ trời xuống. Như ngày xưa tiên tri Eli đã được Chúa Ngài ban cho khả năng đó. Như tiên tri Eli ngày xưa thì khi quân lính được sai đến để tìm bắt ông, thì ông đã gọi lửa từ trời xuống. Nếu các người gọi ta là người của Đức Chúa Trời, lửa thiêu đốt các người. Và trong trường hợp này chúng ta thấy ở đây, đó là Gia Cơ và Giăng họ nổi giận vì cái thái độ của dân thành Samari đã khước từ cứu Chúa của họ. Không cho Chúa ở trọ qua đêm ở trong thành phố của họ. Và họ đã xin, nếu Chúa Ngài muốn thì họ sẽ gọi lửa từ trời xuống thiêu hủy dân ở trong thành này. Dĩ nhiên Chúa sửa họ, nói rằng các ngươi không biết mình hành động và nói những điều này từ cái tinh thần nào. Nhưng mà điều này cho chúng ta thấy hai con người này có một cái lòng rất là sốt sắng, nóng nảy cho những việc mà chúng ta thấy rằng không công bằng. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho để ngày hôm nay chúng ta cho trong vương quốc của Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Chúa sẽ có những người có tinh thần này. Chúng ta không ngồi yên khi chúng ta thấy những việc không công bình xảy ra. Điều đáng tiếc mà chúng ta thấy vì một cái sự dạy dỗ và cái lối suy nghĩ nào đó, ngày hôm nay có rất là nhiều cơ đốc nhân, nhất là quý ông, đứng và chúng ta như là một người bàng quan nhìn những cái cảnh, những cái việc mà chúng ta thấy thật là vô lý diễn ra trên xung quanh chúng ta mà chúng ta không làm gì hết. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài đang ban phước và tôi tin rằng việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Vì trong đất nước này cũng như trong vương quốc của Chúa còn có những người đàn ông, còn có những người không chấp nhận những cái việc là người có khả năng và uy thế đàn áp những người không có khả năng cũng như không có sức mạnh để tự bảo vệ chính mình. Thì chúng ta thấy trải qua hơn 50 năm cái luật phá thai đã giết chết hơn 60 triệu bào thai. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đang ban phước. Và nếu không có gì thay đổi thì có thể cái luật phá thai này sẽ được tháo gỡ xuống. Vì có sự tranh đấu, có một cái sự kêu gọi của những người tin kính Chúa không chấp nhận, không ngồi yên mà họ sẽ lên tiếng, đã lên tiếng và sẽ tiếp tục lên tiếng cho những thai nhi chưa có thể binh vực cho chính mình được. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để sẽ có những bồ nẹ của ngày hôm nay, sẽ có những người ở trong tinh thần của hai con trai của CBD. Chúng ta không chấp nhận và không đứng yên để quan sát những người cô thế bị đàn áp. Xin Chúa Ngài ban phước ở trên chúng ta, ở trong ơn của Ngài. Để ý đến một điểm khác nữa chúng ta thấy thật là tuyệt vời tại đây, đó là
cùng với hai con trai đến với Đức Chúa Giêsu. Lúc ấy có mẹ của các con trai của Sơ-rê cùng hai con của mình đến với Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì bà mẹ này. Bà Sơ-rê đã mang hai con trai của mình cùng đến với Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, thưa những người mẹ vĩ đại trong Kinh Thánh cũng có cùng một nét này. Họ mang con cái của mình đến với Chúa. Đây là điều hết sức là tuyệt vời mà chúng ta có thể thấy tại đây. Mình xin Ngài ban cho để hết thảy quý bà tại đây đã từng, đang và sẽ tiếp tục mang con cái của chúng ta đến với Chúa. Cảm ơn Chúa vì không có điều gì quan trọng hơn cho bằng việc mẹ mang con cái của mình đến với Chúa. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng và ước mơ của người mẹ này. Bà đã kéo con của mình đến với Chúa, dắt con của mình đến với Chúa. Và chúng ta để ý đến tại đây rằng Gia-cơ và Giăng lúc bây giờ đã là một người trưởng thành. Họ không phải là em bé. Nhưng người mẹ này, ở trong một cái tinh thần của một người mẹ có những ước mơ và kế hoạch lớn cho con của mình, đã mang hai con của mình đến ở trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Đây là điều hết sức là quan trọng. Xin Chúa nghe ban ơn để quý bà sẽ mạnh mẽ càng hơn ở trong công việc này. Dù con của mình lúc nó thiếu sự hiểu biết, nó có chống cự lại hay không, chúng ta hãy làm một điều là mang con đến ở trong sự hiện diện của Chúa. Vì lợi ích vô cùng và lớn lao vô cùng khi chúng ta đem con của chúng ta đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Tại đó ước mơ của chúng ta là con của chúng ta sẽ sớm nhận biết Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống của nó, thì tương lai đời đời của nó đã được định. Cho nên thưa quý bà, mang con của mình vào trong sự hiện diện của Chúa, dắt con đến ở trước sự hiện diện của Chúa là một cái công việc có một tiềm năng rất lớn, bởi vì nó có thể thay đổi tương lai đời đời của con của mình. Cho nên học lấy gương của bà CBD tại đây, mang con của mình đến với Chúa. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng của bà. Thì tôi nói và xin nhắc lại, thưa các chị em, cái điều tốt nhất mà quý vị có thể làm cho con của mình đó là đưa con vào trong sự hiện diện của Chúa. Chúa còn nhớ câu chuyện của người nữ Sunem không? Người nữ tại thành Sunem, bà có một tấm lòng tiếp rước người của Đức Chúa Trời. Và bà đã ở trong nhà của mình xây một cái phòng ở trên cao để mỗi lần tiên tri của Chúa đi ngang mà ghé thăm thì sẽ ở tại đó. Một ngày kia tiên tri của Chúa nói với bà là bà có ước mơ điều gì. Rồi ông bày tỏ ra cho bà rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bà có một đứa con. Và thật như vậy, bà đã sanh ra đứa con này. Khi nó lớn lên một ngày kia, nó đang ở ngoài đồng với cha của nó. Thì nó than phiền, ôi con bị nhức đầu, con bị nhức đầu. Nhà cha sai người để tớ dắt con về cho mẹ của nó. Về đến nhà, nó nằm ở trên đùi của mẹ của nó một lúc, rồi nó chết. Người mẹ đem con của mình vào trong căn phòng mà họ đã cất sắm sửa cho người của Đức Chúa Trời, đặt đứa con ở trong giường đó, đóng cửa lại. Rồi bà có một cái kế hoạch để mang tình trạng của con của mình đến trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bà nhắn tin và xin chồng của mình cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa cái để tôi chạy đến với người của Đức Chúa Trời rồi tôi sẽ trở về. Người chồng quan tâm và đặt câu hỏi, chuyện gì? Hôm nay không phải là ngày Sa-bát, không phải là ngày mồng 1, thì tại sao? Có chuyện gì xảy ra không? Bà đáp, ông cứ yên tâm. Thì bà có đức tin nơi Chúa. Rồi khi đến gần đến chỗ của đầy tớ của Chúa, người của Đức Chúa Trời ở, thì thiên tri của Chúa thấy bà đang đến và sai người đầy tớ của mình là Gehazi đến để đón bà. Thì đầy tớ của tiên tri của Chúa đặt câu hỏi, bà có bình an chăng, chồng của bà và đứa trẻ của bình an chăng? Bà đáp, bình an. Trong con mắt của thuộc thể, đứa nhỏ nó đã chết. Và trong con mắt thuộc linh, người đàn bà này có một cái lòng tin rất đặc biệt. Nếu hoàn cảnh của mình, con của mình được đưa vào trong sự hiện diện của Chúa qua cái trung gian là đầy tớ của Chúa, người của Đức Chúa Trời, thì mọi việc sẽ bình an. Và cảm ơn Chúa, bà đã thấy được điều đó. Khi tiên tri Elise định gửi đầy tớ của mình cầm cái gậy của mình đi đến nơi để làm cái điều mà lòng bà ao ước, thì bà không chịu, bà nói rằng chính ông phải đi. Bà đã kêu nại với tiên tri của Chúa rằng tôi không xin đứa con, nhưng mà ông nói rằng Đức Chúa Trời ngài ban cho. Bây giờ nó chết. Tôi giao việc này cho Chúa và cho ông là người đầy tớ của Chúa.
Kinh Thánh ghi lại chúng ta tiên tri Lyse đi theo bà, về đến nhà của bà. Ông lên trên căn phòng mà đứa nhỏ chết đang nằm ở tại đó. Ông đi qua đi lại, ông cầu nguyện. Rồi ông nằm sấp ở trên thi thể của đứa trẻ. Một lần không chuyện gì xảy ra, hai lần không chuyện gì xảy ra. Đến lần thứ ba, đứa trẻ hắt hơi mấy cái rồi nó sống lại. Cảm ơn Chúa. Vì người mẹ này đã có một cái quyết tâm bất chấp mọi giá, với một cái lòng tin rằng con của mình được đưa vào trong sự hiện diện của Chúa thì sẽ có phép lạ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa nghe ban phước để quý bà bằng mọi giá. Mang con của mình đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Đưa con đến nhà thờ. Đưa con vào trong các lớp học Kinh Thánh. Để khi con của mình được tiếp xúc, được ở trong sự hiện diện của Chúa, tương lai của nó sẽ được bảo đảm. Ở đây tương lai đời đời của con gái của chúng ta được bảo đảm, bởi vì chúng ta biết chắc một điều rằng khi con của chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa và được cứu đó, thì đây là cái phước hạnh lớn nhất và quyết định lớn nhất trong đời của một người. Xin Chúa ngài ban phước để không ai ở trong chúng ta xem nhẹ cái công việc đưa con vào trong sự hiện diện của Chúa. Amen. Điều khác chúng ta để ý đến tại đây, đó là ông CBD không có mặt ở tại đó. Nhưng mà bà bất chấp cái việc chồng của mình có đi nhà thờ với mình hay không, chồng của mình có yểm trợ mình trong công việc hay không, bà đã dắt hai con của mình đi đến với Chúa. Vậy là điều mà tôi khuyến khích cho quý bà, chúng ta đừng để cho ma quỷ nó gài bẫy chúng ta. Ngồi đó chờ và nói rằng tôi ước gì chồng của tôi là người hướng dẫn đời sống tâm linh của gia đình. Đúng, điều đó là điều đáng phải có. Nhưng mà dù chồng của mình không chịu làm hay là đang lười biếng thuộc linh, thì các chị cứ dắt con của mình đến với Chúa, để con của mình có cơ hội được gặp gỡ Chúa. Còn chuyện chồng của mình, Đức Chúa Trời sẽ tính sổ với anh sao. Có cơ hội tôi sẽ chia sẻ cái sự bóng bóng của những CBD ngày hôm nay. Vợ của các anh quý bà rất là cần sự hiệp tác của mình. Bởi vì con cần được cả hai vợ chồng giúp đỡ để đưa nó đến với Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, cái nét của người mẹ có một cái ước mơ lớn lao cho con của mình, bất chấp cái việc chồng của mình có mặt hay là không, có hiệp tác với mình hay là không, bà dắt con của mình đến với Chúa. Và tôi nhắc lại với anh chị em là bà đưa hai người con của mình đã là người trưởng thành rồi. Cho nên có thể có ai đó nói rằng mục sư kể cái chuyện mà nuôi dưỡng con là tôi nó qua cái tuổi đó rồi, giờ con của tôi nó già rồi. Không bao giờ là quá trễ cho việc chúng ta dắt con của mình đến với Chúa. Có thể chúng ta không nắm tay dắt con của mình bởi vì nó đã 40, 50 tuổi rồi. Nhưng mà thái độ của chúng ta và lời cầu nguyện của chúng ta đưa con đến với Chúa. Đưa con đến với Chúa. Dù chồng có hiệp tác với mình hay không. Tôi cảm ơn Chúa vì đa phần những người cha trong VBC Houston có một cái vị trí dẫn dắt gia đình của mình trong con đường tin kính Chúa. Biết ơn Chúa. Nhưng nếu người cha đang có đời sống thuộc linh hầu chết, xa ngã, nguôi lạnh, các chị em đừng dừng lại. Đừng để cho ma quỷ nó bắt con cái của chúng ta chỉ vì chúng ta đòi hỏi tôi chờ cho đến khi nào chồng của tôi hành động thì tôi mới hành động. Trong việc này, cứ để anh ở lại sao? Chúng ta cứ làm công việc quan trọng hàng đầu, bởi vì con của chúng ta cần được ở trong sự hiện diện của Chúa, được gặp Chúa, ở trong ơn của Ngài. Vì nó quan trọng lắm, xin Chúa nghe ban phước. Vì những CBD vắng bóng ngày hôm nay, những người cha vắng bóng, mà chúng ta thấy xã hội và thế giới ngày hôm nay đang ở trong một khủng hoảng rất là lớn. Xin Chúa nghĩ cho để có những người cha thức tỉnh sớm để lo cho con cái của mình, để đưa con đến với Chúa. Tạo một điều kiện, kéo con đến với Chúa, đưa con đến nhà thờ thì quan trọng vô cùng. Để con có thể có một mối liên hệ với Chúa phải bắt đầu từ việc nó được ở trong sự hiện diện của Chúa. Tôi được biết và nghe những tin tức mà xin các anh cũng để ý là con cái của chúng ta đã lên tiếng rằng nó không chờ nổi đến ngày nó được quyền để rời cha mẹ, để đi học ở xa. Chúng nó sẽ chọn đi càng xa càng tốt vì cái sự vắng bóng của vai trò của các anh em đối với con cái của mình. Trong điều chúng ta cần tỉnh thức, bởi vì con cái của chúng ta nó không tìm thấy được niềm vui ở trong sự chăm sóc của chúng ta hiện tại. Hãy thức tỉnh sớm. Để khi con của chúng ta rời gia đình để đi học đại học, thì chúng ta sẽ không còn thấy mặt nó nữa. Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi nó về già, nó sẽ không lìa khỏi đó.
rất là quan trọng để chúng ta thấy được chỗ này. Xin cảm ơn quý bà là những người đã yêu mến Chúa, vẫn kiên trì, vẫn kéo con đến nhà thờ. Dù lúc đó nó có thể nó không thích, nó không chịu, nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì đưa con đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Dù con cái của chúng ta đang đối diện với những hình thức chết nào, sức khỏe, trí óc, tư cách hay là lối sống, hôm nay hay như người nữ Sunem, hôm nay hay như bà BCD tới đây, kéo con mình đến với Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì được cha mẹ, bà nội, bà ngoại mang đến nhà Chúa mỗi sáng Chủ nhật, đưa vào trong các lớp học Kinh Thánh, cầu nguyện. Bà nội của tôi thì tạo cho tôi một cái môi trường, dù lúc còn nhỏ, phụ với bà trồng cây, tưới cây ăn trái ở trong sân của nhà thờ. Cha mẹ ghi danh cho tôi trong các lớp thánh kinh mùa hè. Mỗi tối sang nhà nội của tôi trong giờ gia đình lễ bái, tôi nhớ bà nội của tôi giao cho mỗi một đứa cháu, bà nói tên của bài thánh ca đó, thì mình phải cho biết là số mấy để các anh chị khác ở trong nhà có thể mở cái bài thánh ca ra để gia đình cùng hát. Tôi có một người anh họ, ảnh thuộc tất cả những cái bài thánh ca ở trong cuốn thánh ca của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của mình. Bà nội của tôi chỉ nói đến tên của bà là anh gọi cái số liền. Cảm ơn Chúa. Những phần, những giờ học Kinh Thánh, những giờ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh Chúa ngày ban cho. Họ đã ghi danh tôi vào trong lớp thánh kinh mùa hè. Tôi nhớ một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Một năm thánh kinh mùa hè học về cuộc đời của tiên tri Eli. Sau tuần lễ thì họ chỉ định tôi là phải chia sẻ với cả hội thánh về những điều mình học được ở trong kỳ thánh kinh mùa hè này. Tôi nhớ đứng trước hội thánh, hình ở trên một cái bảng nỉ phía sau có dán cái giấy nhám lên, chị em đặt cái hình lên vừa kể câu chuyện. Tôi nhớ ở trong cái hình ảnh mà kể lại câu chuyện thế nào Đức Chúa Trời đã sai xe lửa, ngựa lửa đến để tiếp rước tiên tri Eli đi. Tôi nhớ sau thì giờ đó có một số người lớn ở trong hội thánh, con nhìn cái nét giống mục sư lắm, sau này con sẽ là mục sư. Tôi lúc đó sợ quá, tôi nói không, không có chuyện đâu, bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm mục sư. Nhưng thưa anh chị em, cảm ơn Chúa vì cái việc của những người lớn ở trong hội thánh, mẹ của tôi, bà của tôi, bà nội, bà ngoại của tôi đã kéo tôi đến với Chúa. Dù ban đầu cũng như có những lúc tôi không muốn, nhưng mà tôi có thể nói rằng tôi ngày hôm nay như thế nào ấy là nhờ cái việc họ kéo tôi đến với sự hiện diện của Chúa. Những ngày gần đến mùa Giáng sinh thì như là thiết điều đóng trại ở trong nhà thờ đó. Tôi nhớ các cậu của tôi ở quê mang gạo lên nấu nướng ăn, chúng tôi làm ngôi sao, làm sườn ngôi sao bằng tre rồi dán giấy để có những cái ngôi sao treo ở trên các cửa sổ. Tôi nhớ xách chiếc xe gắn máy của gia đình chở, kéo một cái thùng ở phía sau để chở bàn ghế đến để giúp đỡ để hội thánh của Chúa có những cái buổi tiệc Giáng sinh. Nếu thế nào leo lên trên mái của nhà thờ phụ với lại những người lớn hơn để treo những sợi dây đèn. Nếu thế nào có thể cắt những băng, những cái biểu ngữ, chỉ cần xếp giấy lại và cắt bằng kéo thôi thì nó như là máy cắt chuyên nghiệp. Tôi nhớ những ngày đầu trong việc mở mang hội thánh của Chúa ở tại đây, tôi rút tỉa hết tất cả những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức mà mình đã học được trong cái thời lớn lên của mình đó. Và biết ơn vô cùng vì mẹ, vì những người bà ở trong đời sống đã kéo tôi đến với Chúa. Tôi dùng chữ kéo từ đây vì có những lúc mình cũng dùng rằng không muốn đi. Cảm ơn Chúa. Xin thưa quý bà, cứ kéo. Con nó có thể vì thiếu hiểu biết, nó có thể chống trả đó. Nhưng cứ kéo trong một cách kiên trì, kiên nhẫn với con của mình. Sau này chúng ta sẽ thấy chúng sẽ biết ơn và sẽ cảm ơn chúng ta khi chúng hiểu được. Một nét khác chúng ta thấy ở đây đó là chữ bà quỳ xuống. Trở lại câu 20, quỳ xuống và xin Ngài một việc. Khi đến được ở trong sự hiện diện ở trước mặt Chúa, bà CBD đã quỳ xuống và xin Ngài một việc. Cảm ơn Chúa. Đây là hình ảnh tuyệt vời nhất của một người mẹ cầu nguyện cho con cái của mình, phải không? Cảm ơn Chúa. Một món quà khác mà quý bà có thể ban tặng cho con cái của mình
Đó là cái phước hạnh cho phép con cái quan sát việc chúng ta thờ phượng Chúa. Quỳ xuống ở trước Chúa Giê-xu tại đây là thái độ và cái cách của người ngày xưa sắp mình xuống ở trước mặt một vị vua để ra mắt vua. Con cái của Chúa thì quỳ xuống ở trước mặt Chúa trong sự thờ phượng. Cảm ơn Chúa. Thưa quý bà, cái sức mạnh, ảnh hưởng của việc quý bà quỳ xuống trước mặt Chúa, cái cách mà chúng ta thờ phượng Chúa ở trong đời sống cá nhân của chúng ta và hội chúng là điều rất là tốt đẹp mà chúng ta cần cho con cái chúng ta thấy. Bởi vì con cái sẽ nhận định như thế này: nếu Chúa Giê-xu quan trọng đủ để mẹ tôi quỳ xuống ra mắt Ngài, thì Ngài cũng quan trọng đủ để tôi sẽ quỳ xuống ra mắt Chúa. Vì hành động của chúng ta, nó nói lên rất to thái độ và tấm lòng của chúng ta. Bà đang dắt hai người con có tuổi, đã là môn đồ của Chúa, đã được Chúa Ngài chọn để làm sứ đồ của Ngài. Nhưng mà bà không kiêu ngạo, cũng không để cho bất kỳ điều gì ngăn cản bà ở trong trước sự hiện diện của Chúa, bà quỳ xuống. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn để con cái chúng ta lúc còn nhỏ ở trong nhà, cũng như cho đến ngày hôm nay dù con đã lớn có gia đình, mỗi lần gặp chúng ta cho chúng được một cái phước hạnh để có thể nhìn vào cái cung cách ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa của mỗi một chúng ta. Vì nó ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta rất nhiều, ảnh hưởng đời sống con cái của chúng ta rất nhiều. Cho nên hãy thờ phượng Chúa với hết cả tấm lòng của mình. Chúa, Ngài sẽ ban phước ở trên đời sống của chúng ta và con cái của chúng ta. Khi nó học được cái gương thờ phượng của chúng ta, chúng sẽ được khích lệ và cũng sẽ cùng với chúng ta thờ phượng Chúa. Điều này đối với những người mẹ thuộc linh, quý vị có thể không có con mà chính mình sinh ra, nhưng có những đứa con thuộc linh ở trong nhà của Chúa. Họ đã chọn chúng ta làm cha, làm mẹ thuộc linh, cũng hay làm gương ở trong việc thờ phượng Chúa của chúng ta. Vì đây là món quà rất quý mà chúng ta có thể cho con cái của chúng ta được cơ hội để quan sát. Hỡi những người mẹ, hãy để cho con cái của chúng ta thấy chúng ta cầu nguyện, thấy chúng ta thờ phượng Chúa, thấy chúng ta đọc Kinh Thánh, thấy chúng ta ngợi khen Chúa, thấy chúng ta dâng hiến. Đây là những điều mà người Mỹ dùng chữ là it's caught and taught. Con cái chúng ta sẽ nắm bắt được những gì chúng ta làm gương và làm trước mặt con cái của mình, sẽ là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Điều kế tiếp mà chúng ta để ý đến từ đây, ở trong câu số 20 phần cuối, và xin Ngài một việc. Trình dâng cho Chúa nhu cầu, đến trước mặt Ngài và biết rằng chúng ta có thể không có đủ như lời bài hát mà chúng ta hát ở trong ngày hôm nay. Nhưng mà có Chúa, có sự ban cho của Ngài, chúng ta sẽ có tất cả những gì cần thiết. Đối với những người mẹ, chúng ta có những lúc sẽ thấy rằng mình không có khả năng để nuôi con như mình ao ước. Đúng, cá nhân chúng ta không có Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy mình thiếu thốn. Nhưng mà có Chúa, chúng ta có tất cả. Ngài sẽ giúp đỡ, Ngài sẽ thơm ơn, Ngài sẽ ban phước trên chúng ta để chúng ta có thể làm được công việc mà Chúa đã định cho chúng ta. Xin Ngài một việc. Cảm ơn Chúa. Và điều mà bà xin ở tại đây cũng là điều tuyệt vời. Ngài hỏi bà muốn xin điều gì. Bà thưa, xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái của Chúa ở trong vương quốc của Ngài. Cảm ơn Chúa. Bà xin một điều rất lớn phần trên. Cảm ơn Chúa. Và đây là tấm lòng của những người mẹ, luôn luôn ước ao con của mình lên cái vị trí cao nhất mà con có thể lên được. Cảm ơn Chúa. Bà đến với Chúa không để cầu xin cho chính mình, nhưng mà xin cho con cái. Đây là cũng là điều tuyệt vời mà chúng ta cảm ơn Chúa vì mẹ của chúng ta. Người mẹ không nghĩ nhiều về mình, mà chỉ nghĩ cho con cái. Tôi cảm ơn Chúa vì ở trong đời sống của tôi có hai người đàn bà mà tôi được phước rất nhiều khi sống gần họ. Thứ nhất là mẹ của tôi. Bà có một cái cuộc sống hy sinh cho con cái. Tôi nghe nói mẹ của tôi khi còn trẻ trắng đẹp. Khi ba của tôi đến để xin nhờ người giảm hỏi, bà chê nói rằng cái ông gì đen thui. Mẹ có nghe những điều này, hiện tại chắc là nhớ đến cái ngày đó. Mẹ nhớ mẹ của tôi lúc trẻ xinh xắn và cũng có những cái nét rất đặc biệt của người con gái Việt Nam trong vấn đề phấn son vân vân. Tôi thấy những cái tấm hình chụp lại.
Nhưng mà từ khi không lớn, tôi quan sát và thấy rằng bà đặt hết tất cả cuộc đời của bà cho con cái. Suốt tuần này tôi tính nhẩm thì thấy rằng sau năm 1975, lúc bây giờ mẹ của tôi chưa đầy 40 tuổi, phải quán xuyến công việc. Và tôi nhớ tôi chạy chiếc xe gắn máy, chiếc xe Honda chở mẹ phía sau về quê ngoại của tôi để làm ruộng làm rẫy. Và dành hết tất cả những thời giờ và công sức của mình để lo đảm bảo con cái của mình được ấm no. Cảm ơn Chúa. Với tuổi đó bà vẫn có thể lo cho chính mình chứ, nhưng mà không lo cho con cái. Và khi gia đình của chúng tôi lại làm một công việc mới đối với gia đình, đó là buôn bán nước đá. Thì mỗi buổi sáng 3 giờ sáng là tôi với mẹ phải đi xuống hãng nước đá để lấy nước đá và đem về phân phối. Suốt ngày đó thì tôi để ý và thấy rằng bà không nghĩ gì về mình mà muốn cho con cái của mình có đầy đủ. Anh em tôi có một cái nhu cầu gì thì bà tìm đủ một cách để đáp ứng nhu cầu đó. Cảm ơn Chúa. Tôi nhìn thấy nhà tôi cũng vậy, lo cho con cái. Suốt 2 năm qua trong mùa của dịch lệ COVID, hầu như mỗi buổi tối nhà tôi đều nấu ăn cho các con, các cháu của mình trở về nhà. Chúng ăn xong đi về thì nhà tôi rửa chén đến khuya. Sáng hôm nay trong cái thiệp tôi viết cho nhà của tôi nhắc nên là cảm ơn em đã lo cho con cái của mình luôn được ấm no. Cảm ơn Chúa. Vì sự chăm sóc, lo đến con cái là trong ơn của Chúa. Mà họ đáng để có những lời biết ơn, cảm ơn họ như vậy. Xin Chúa khiến cho con cái mình được trở nên người vĩ đại. Là lời cầu nguyện của bà CBD. Chúng ta nhớ, tên cũng được nhắc đến. Không có chồng tại đó. Nhưng mà cái ước mơ của một người mẹ muốn con của mình được trở nên những người vĩ đại có mặt ở trong đời sống của bà. Bà xin để hai con của bà có thể được ở trong cái vị trí cao nhất mà Chúa có thể cho một người. Đứa bên trái, đứa bên phải ngôi của Chúa. Bà thấy Chúa Ngài sau khi đắc thắng tử thần, Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài sẽ vào vương quốc của Ngài và Ngài sẽ là vua trên muôn vua. Ngài sẽ ngồi trên ngai cai trị. Bà muốn hai đứa con của bà mỗi đứa một bên với Chúa. Người ta có thể đây là một người đàn bà có một tham vọng quá lớn đối với con của mình. Nhưng mà chúng ta thấy tới đây Chúa Ngài không khiển trách bà, nói sao ngươi sinh một cách ích kỷ như vậy. Chúa chỉ nói ngươi có tính xong cái giá mà các ngươi phải trả để được điều đó không? Và chúng ta ngạc nhiên khi thấy bà trả lời đó là có. Đây không phải là một lời cầu xin của một người mẹ chỉ ước mơ thôi, nhưng mà đã tính giá. Bà cảm ơn Chúa, cho người ban phước. Bà CBD cầu xin Đức Chúa Giêsu cất nhắc con của mình lên địa vị cao. Và Chúa Ngài đã ban phước. Cả hai đều là sứ đồ của Chúa. Gia-cơ là người cũng ảnh hưởng rất lớn ở trong lúc bây giờ trên hội thánh của Chúa, lãnh đạo hội thánh của Chúa. Đến độ vua Herod, ông muốn nhổ cuộc đời của sứ đồ Gia-cơ, ông đã cho chặt đầu. Ông là người tuần đạo đầu tiên trong hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Giăng là người đã được Chúa Ngài ban phước làm tác giả của sách Tin Lành Giăng, ba thư tín của Giăng và sách Khải Huyền. Cảm ơn Chúa, ông cũng được Chúa Ngài ban phước và triệu triệu người đã được phước qua đời sống của ông. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không biết tương lai của họ như thế nào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng mà có thể lắm. Sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng trên thiên đàng có 24 ngôi của các trưởng lão. Nhiều học giả của Kinh Thánh và chính tôi cũng tin rằng đó là 12 tộc trưởng của 12 chi phái của Israel và 12 sứ đồ của hội thánh tầng ước. Có thể lắm hai ông cũng có phần ở trong 24 chiếc ngôi ở bên cạnh Chúa ở tại thiên đàng. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng và nài xin của người mẹ này. Có điều khác mà chúng ta cùng để ý đến để chúng ta kết thúc, đó là xin một đứa bên trái, một đứa bên phải, một đứa bên trái của Chúa trong vương quốc của Ngài. Trong vương quốc của Ngài. Tại sao điều này đặc biệt? Vì bà CBD có một cái tưởng về thiên đàng. Bà muốn
hai con trai của mình được sử dụng cách lớn lao trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Bà ước mơ hai con trai của mình trở nên tôn trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời, và họ đã được tôn trọng như vậy. Đây là điều mà xin Chúa nghe ban phước. Có những người mẹ chỉ ước ao con cái của mình thành công trong đời này. Nhưng mà xin thêm lời cầu nguyện là xin Chúa cho con của mình được thành công trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lời cầu nguyện của ngoại của tôi, của mẹ của tôi lúc tôi còn nhỏ nghe. Khi tôi nhớ cái ngày mà tôi đã kể với anh chị em đó, liên quan với bạn bè của mình đến độ sai không biết đường về, nằm ở trên giường mà thế giới nó đang quay cuồng mong mòng như vậy, tôi nghe ngoại của tôi và mẹ của tôi quỳ kế bên cạnh giường tôi nhắc nhở Đức Chúa Trời: Hãy Chúa, mình Quốc Khánh không thể là bầm rù được, vì chúng con đã dâng nó cho Chúa, xin Chúa nghe ban phước nó trở nên món đồ hữu dụng cho nhà Chúa. Đây là lời cầu nguyện của rất là nhiều người mẹ trong Hội Thánh Việt Nam của chúng ta, để xin để con của mình ở trong ngày lễ dân con đã cầu nguyện xin Chúa cho để con của mình được lớn lên làm người hữu dụng cho Chúa và là một công dân tốt ở trong xã hội. Và họ nài xin Đức Chúa Trời và nhắc nhở Đức Chúa Trời vì đó con đã dâng Huỳnh Quốc Khánh cho Chúa, nó lớn lên làm người hữu dụng cho Chúa chứ không phải là bợm rụ được. Cảm ơn Chúa vì đức tin của họ và kiên trì, xin để tôi có thể được Chúa Ngài trọng dụng ở trong vương quốc của Ngài. Thưa những bà mẹ, quý vị có những ước mơ cho con cái chúng ta thành công ở trong cuộc đời, đừng dừng lại tại đó. Hãy cầu nguyện để con cái chúng ta thành công và trở nên những người hữu dụng cho vương quốc của Chúa nữa. Vì đó là nước còn lại cho đến đời đời. Nước Mỹ dù nó mạnh như thế nào là cường quốc hiện tại, nhưng mà lời của Chúa báo chúng ta biết một ngày kia thì tất cả những vương quốc của trần gian này sẽ qua đi, nhưng mà có một vương quốc, có một nước còn lại đời đời, đó là nước của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy cầu nguyện cho con cái chúng ta trở nên những người vĩ đại ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời là lời cầu nguyện tốt nhất ở trong ơn của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý bà thấy được phước không? Vì nét của người mẹ này nói lên tấm lòng và công việc của quý bà trong những ngày qua. Cho nên xin cho tôi thay mặt cho những người con, những người con rể, con dâu và Hội Thánh của Chúa VBC Houston để cảm ơn những người mẹ ở trong Hội Thánh ở tại đây. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước ở trên quý bà một cách phước hạnh càng hơn trong những ngày sắp đến. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta ngày hôm nay vẫn là những người mẹ đưa con đi đến để ra mặt Chúa. Dù con có thể đã lớn, đã trưởng thành, chúng ta không nắm tay dắt nó được, nhưng mà đưa con vào trong sự hiện diện của Chúa qua sự cầu nguyện của chúng ta. Kéo con đi vào trong sự hiện diện của Chúa bởi lời cầu thai của chúng ta. Chúa Ngài muốn tìm thấy quyền pháp lý để có thể làm việc trên đời sống con cái của chúng ta. Hãy tiếp tục dẫn dắt con cái đến với Chúa, dù cha của nó có mặt ở đó hay là không. Hãy kiên trì làm công việc này và cầu nguyện để chồng của mình sớm thức tỉnh để cùng tiếp tay với mình. Nhưng đừng để cái việc vắng bóng hay là việc dậm chân tại chỗ của những người cha mà chúng ta trùng bước. Vì con gái của chúng ta cần được dắt đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy những người mẹ hãy cho phép con gái của mình quan sát đời sống thờ phượng Chúa của mình. Trong cái khả năng của trực giác, các chị còn nhớ, có những ánh mắt nhỏ nhỏ nó có thể lén nhìn chúng ta từ một cái góc tường nào đó. Nó nhón chân nó ra, nó nhìn. Mẹ đang làm gì? Bà đang làm gì? Nó có thể nhón chân đi trở lại vào trong phòng của nó để cho chúng ta có thể yên tĩnh tương giao cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà bức ảnh đó đã để lại trong tấm lòng của nó rồi. Mẹ đang tĩnh nguyện, mẹ đang thờ phượng Chúa. Và tôi xin thưa với anh chị em rằng những hình ảnh đó sẽ rất rất khó quên trong đời sống của con gái của chúng ta. Hãy tiếp tục ước mơ cho con cái chúng ta ngay khi họ đã trưởng thành rồi. Thì bởi lời cầu nguyện, Chúa có thể bắt phục con gái của chúng ta như Chúa bắt phục Saul và trở thành Phao-lô. Ngài có thể bắt phục con cái của chúng ta và biến nó trở nên khí cụ hữu dụng trong nhà của Chúa. Hãy giúp đỡ con cái của chúng ta trở nên những người tốt nhất, giỏi nhất mà họ có thể bởi lời cầu nguyện yểm trợ của chúng ta, khích lệ của chúng ta. Đừng châm biếm con cái của mình. Và cảm ơn Chúa vì chưa bao giờ nghe ba mẹ của tôi trêu chọc tôi. Mà tôi có nghe những người khác
Khi con của mình học đánh đàn guitar, họ nói, làm ơn đừng tra tấn tôi nữa. Mà tôi chưa bao giờ nghe ba mẹ của tôi nói điều đó, nhưng mà được những lời khích lệ. Ô, bà không ngờ con học nhanh như vậy. Mẹ rất vui khi thấy con đánh đàn được như vậy. Đem lại một sự khích lệ. Mặc dù mình biết là mình chưa bao giờ, chưa phải là đến một cái mức độ mà họ có thể hãnh diện được trước mặt mọi người, nhưng mà họ hãnh diện trong lòng vì con của mình có sự tiến bộ. Điều đó giúp đỡ cho tôi rất nhiều ở trong mọi mặt của đời sống, trong bước đường đi theo Chúa cũng như một sinh hoạt ở trong đời sống, khiến cho tự tin hơn để có thể đối diện với cuộc đời này vì sự hậu thuẫn của cha mẹ ở trong đời sống của mình. Hãy giúp đỡ con cái khám phá và khai phóng tiềm năng mà Đức Chúa Trời đặt để bên trong họ. Cảm ơn Chúa. Khuyến khích con cái của chúng ta trở nên những người giữ phần phục vụ Chúa ở trong nhà của Chúa. Bởi vì sự ban phước của Đức Chúa Trời trở lại trên con cái của chúng ta sẽ là điều lớn lao vô cùng, chúng ta không thể nào hình dung nổi khi chúng ta giúp đỡ cho con cái của chúng ta biết giữ phần và công việc nhà của Chúa. Nguyện xin Chúa ngày ban phước ở trên quý bà với một ngày vui vẻ, hạnh phúc, đầy ý nghĩa. Nguyện xin Chúa ngày ban ơn thì quý bà sẽ thấy được cái công giá của mình ở trong việc mình đã hy sinh nuôi dưỡng con cái lớn lên cho đến ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ngày ban ơn quý bà sẽ được khích lệ và những gì còn thiếu xin Chúa cho được bồi đắp để chúng ta có thể đeo đuổi ước mơ và cầu xin cho con cái chúng ta những điều tốt nhất có thể xảy ra trên đời sống của chúng. Amen. Amen Chúa. Giờ đây xin mời quý bà, những người mẹ có mặt ở tại đây có thể đứng lên ở trong thời giờ này. Nếu có con cái có mặt tại đây, xin đứng chung và vây quanh mẹ của mình. Xin hiệp ý với chúng tôi, chúng ta cầu nguyện cho quý bà. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì vai trò của người mẹ trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban phước cho chúng con lớn hơn nữa khi chúng con có một người mẹ tin kính Chúa, đã sống làm gương, đã có những ước mơ lớn, có những lời cầu xin táo bạo cho con cái của mình. Cảm ơn Chúa. Và đấng đáp lời cầu nguyện, xin tiếp tục đáp lời cầu nguyện của quý bà. Xin đáp lời cầu nguyện, những lời cầu nguyện muốn con cái của mình được trở nên một người tốt, một khí cụ hữu dụng ở trong nhà của Đức Chúa Trời, một người công nhân tốt trong xã hội, một người có thể đóng góp những điều tốt đẹp vào trong cuộc sống. Xin con cảm ơn Ngài. Xin ban ơn thêm sức, và đặc biệt ngày hôm nay Chúa Giáo ban phước của chúng cách đặc biệt. Con cầu nguyện xin Chúa ngài làm cho sức khỏe của quý bà, những người mẹ có tuổi, những người mẹ đang có mặt tại đây, rồi sáng hôm nay họ thức dậy, thân thể của họ cảm nhận được tuổi tác của mình đã theo kịp. Nguyện Đức Chúa Trời của chúng con là đấng có quyền để làm cho tuổi đang thì của chúng con có thể trở lại như của chim phụng hoàng. Đấng dựng nên thân thể chúng con ngài biết nó đang thiếu điều gì. Xin phúc lợi của những giọt huyết của Chúa mang lại chúng con sức khỏe thiên thượng được áp dụng ở trên quý bà trong thời gian này. Đổ sức mới ở trên quý bà, chữa lành thân thể, ban phước để những người mẹ này tiếp tục làm những người mẹ đứng vào chỗ sức mẹ, đưa con của mình, trình dâng con của mình ở trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện, và dẫn dắt con cháu của mình trong bước đường tin kính Chúa, làm sức mạnh hậu thuẫn khiến cho con cháu của mình trở nên những người thành công, những người được phước ở trong cuộc sống. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin ban phước cho quý bà kinh nghiệm được niềm vui mà Chúa ngài hứa ban, và trọn những giờ còn lại của ngày hôm nay thấy mình được phước vì con cái của nàng đã trỗi dậy và công bố nàng là người được phước. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chúc tụng Ngài. Chúa cùng ban ơn và dẫn dắt những người mẹ tương lai cũng sẽ được Chúa ngài ban phước một cách dư dật để nắm bắt ngay từ bây giờ, trao dồi càng hơn những khả năng đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong đời sống của một người mẹ, để chúng con sẽ thấy có những người mẹ tin kính, những người mẹ dám ước mơ và có những lời cầu nguyện
như bà CBD đã bày tỏ ra ở trong lời của Chúa ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa, tạ Ngài, phó dân quý bà ở trong ân điển của Chúa, lần điển đã cứu chúng con, cũng lần điển ban chúng con sức mạnh quyền năng để chúng con làm theo lời Chúa dạy. Cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho quý bà. Thật là phước hạnh trong ơn của Chúa, và nguyện xin Chúa ngày ban cho quý bà một ngày thật là vui vẻ phước hạnh bên gia đình của mình ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hẹn gặp lại quý vị trong các buổi nhóm kế tiếp của VBC Houston của chúng ta. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.